đầu liên quay từ đó đang quay rồi đấy. Nó cầm vậy thôi. Ừ. Bình thường đấy như quay. Vậy anh em dùng những lời này mà ăn ngồi với nhau. Đó là lời Chúa. Là lời Chúa. Ông bà và trang quyến thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô đứng đà cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và tha thiết dâng lời cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mạo nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhận lại ở lại với chúng con. Đứng trước cảnh chia ly này, chúng con này, xin Chúa yên nuôi chúng con trong giây phút lo âu bối rối này. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Ước chi chúng con nhờ mãi hình ảnh anh Giô-sê và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại anh trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa xin cho chúng con luôn xác tín sự chết nơi thân xác anh Giô-sê không phải là tang chi hay tuyệt vọng mà là niềm tin tưởng và hy vọng tin vào Đức Kitô và hy vọng được chia sẻ vinh quang với Ngài để từ đó chúng con là những người còn sống biết biến đời mình thành của lễ cầu nguyện cho anh Giô-sê để mọi yêu hèn cho thân phận của yêu hèn của anh Giô-sê sẽ đón nhận được lòng tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ông bà và anh và tác quyến thân mến, giờ đây anh Giô-sê đã từ căn nhà thân thương và những người ruột thịt trong gia đình để đến thánh đường tham dự thánh lễ cuối cùng của đời mình. Vì vậy trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cầu nguyện cho anh Giô-sê, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của anh Giô-sê và đón nhận anh Giô-sê vào nước hằng sông trên quê trời. Và chúng ta tin tưởng rằng ở bên tòa Chúa, anh Giô-sê sẽ cầu bầu cùng Chúa cho gia đình và cho tất cả chúng ta nữa. Lạy Chúa, đã đến lúc anh Giô-sê giã từ căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang thương tiếc thương. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương triều mến của anh Giô-sê. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như thương người bị mất mát hay tiếc nuối những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con càng thể hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con lạy Chúa, con ở dưới bờ sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu. Nếu Chúa cho tôi nào ai đổi được, vậy Chúa hẳn có lòng lành. Ôi về lời Chúa phán hứa, con đã trong nhà nào mới thả đông hòm là lời cho nhỏ. Con cậy về lời hứa ơi, đã trong cậy Chúa, như kẻ làm nhân đưa Chúa trời, đêm ngày ai trong cậy người. Đừng ở đất nhân là trái thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ là nhân người thay thay lạy. Khi mang cho linh hồn Chúa sẽ được nghỉ ngơi đời đời, và
hồn. Thiên kỳ hư lê linh hồn chúa chê cho mọi cùng hồ ma lâm kỳ yên an. Lại ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu nhân sự. Các linh hồn thiên hạ được rồi thì lại chúng con xin Cha đắc nhân lành vô cùng. Xin Cha thật mà cho linh hồn sẽ đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi nữa điện tội thì xin mơ tôi tù rằng mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn dù sẽ qua chốn đau đầu. Xin vì công nghiệp Đức Chúa đang tin mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nôn đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và ông dù sẽ qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp Đức Chúa đang tin mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con thân cầu và đưa linh hồn dù sẽ qua chốn đau sầu. Xin vì không nghe đức nữ đồng kinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nôn đau vô cùng đớn đau. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần á thế.
quay ở dưới. Cái đâu đây, cô đình quay lại ở dưới, cô đưa lên. Em đứng ở dưới kia hết, để coi cô đình chạy lên kia. Thấy không? Brandy Nike.
thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài tôi tớ Chúa là Giuse mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được xung hợp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là Giuse được cứu độ, được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chân chiên lành ôm vào lòng đưa về đoàn tụ cùng muôn muôn đời, để đạt được hưởng nguồn vui bất diệt là một với cộng đoàn các thánh. Ngày cao tay của Chúa, xin hãy con sa chưa tam đồ như biết.
như cộng đoàn giáo xứ Phước Hòa. Kính thưa cha, cái sự ra đi của người thân của chúng con với những đau thương mất mát này, gia đình chúng con nhận được sự nâng đỡ quan tâm của cha, sự chia sẻ nỗi đau khổ của gia đình, của tất cả của cộng đoàn dành cho gia đình chúng con. Chúng con cũng được cha dâng thanh tệ những chia sẻ của cha là niềm an ủi để chúng con có niềm tin chúng con vượt qua những thử thách khó khăn này. Chúng con cũng không biết gì hơn, xin chân thành cảm ơn cha cũng như cộng đoàn. Xin Thiên Chúa cộng tràng mọi hồng ân trên cha cũng như cộng đoàn. Thưa cha, trong lúc tan gia bối rối, chúng con cũng không tâm những cái điều sai sót. Vì có điều chê, xin cha và cộng đoàn cũng thương tình bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Oh, breathe, camera. Oh, and does it have new batteries? New batteries? Okay. Oh, can you do that? I only have one more left. Said it was gonna run out, but then it still has time left. So, I lost the rope. I don't know when this movie was recorded on the previous video or what the hell. It said like 8:38 out of 10:38. Then when it hit 10:38, then now it just kept going. 10:39, 10:40. Lấy cái liễu bông này để qua bên hông này luôn nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nón bảo hiểm. Ông Yến về chưa? Con không thấy nữa. Chắc về rồi. I'm going to. I have, this thing has an hour total. I don't know how long this is, but it is, but I'll give it 25 minutes. 30 minutes.
Cái bọc đèn này.
nhưng mọi người chúng ta tiến lên phía trên gần với lễ đài để chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho anh Du Xe. Kính thưa tăng quyến và cộng đoàn, trong tình thân nghĩa thiết, chúng ta cùng với tăng quyến để đưa anh Du Xe đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tình cảm của con người, chúng tôi cùng chia sẻ nỗi buồn đau mất mát với tăng quyến, với chị Thủy là trưởng giới hiền mẫu trong giáo xứ, khi có một người em trong gia đình đột ngột ra đi. Nỗi đau mất mát ấy, chúng tôi thành kính chia sẻ cùng với gia đình và cũng chia sẻ với gia đình trong một niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô phục sinh. Đó là ơn cứu độ của chúng ta, và dù chúng ta sống hay chết, chúng ta vẫn một niềm tin khác cho Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng dù sống hay chết, chúng ta đều ở trong tay của Chúa, và Chúa ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó. Và dù anh Du Xe không còn hiện diện với chúng ta trên thế gian này nữa, nhưng chúng ta tin rằng anh hiện diện trong lòng thương xót của Chúa và hằng nhớ đến chúng ta và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Vậy với niềm tin tưởng đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý với chúng tôi để cử hành những nghi thức sau cùng và phó thác anh Du Xe cho lòng xót thương của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày hầu thánh hóa phần mộ các tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, còn cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa, và được nhìn xem ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là anh Du Xe ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tới Chúa cho lòng đất, để tôi tới Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi tôi tới Chúa là anh Du Xe cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em rất thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống mà tin vào ta sẽ không phải chết muôn đời. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là anh Du Xe đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Na-za-rô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn Du Xe được sống đời đời. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ tụng con lòng trong hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn Du Xe vào nước trời. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúa đã cho linh hồn Du Xe được yên tin trong nước thanh tẩy, xin đoái thương cho linh hồn Du Xe được vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi Chúa là Du Xe trong tiệc mình mâu Chúa, xin đoái thương nhận linh hồn Du Xe vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Du Xe này, được an ủi trong đức tin, là được phân khởi trong niềm hy vọng, được sống lại đời đời. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con
Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là anh Giuse đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ảnh Giuse được nghỉ yên muôn đời. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chẳng nào ai đứng dung thánh thơ, nhưng cha ban hồng thứ ta biết muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhân lời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi vì cũng hôm nay các cha đi tĩnh tâm ở tòa giáo mục và bây giờ thời gian nó cũng muộn rồi, cho nên một lần nữa tôi xin chia buồn với gia đình và xin hiệp với gia đình để cầu nguyện cho anh Giuse được tưởng nhan Thánh Chúa. Tôi xin được đi về trước. Trọng kính cha một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành những tình cảm cho dành cho gia đình chúng con. Xin Chúa các bạn đã mô hồng ân ban lên cho cha, được cha cho giàu sức khỏe. Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ Độc Phú Hòa cũng như giáo xứ Đồng Nghiệp, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đã hiệp dân thánh lệ đến chi bù và cầu nguyện cũng như phụng tiếu đưa tiện con em của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tăng gia bối rối thì có điều gì sẽ có. Xin mọi người phải tình tha thứ. Gia đình chúng tôi sau khi ăn cá của chúng tôi cũng có làm một bữa cơm để tạ ơn ông bà. Xin mời quý vị cũng mời tốt chân với gia đình của chúng tôi. Đừng nhúng dai quá là cho mình
ơi. Rồi rồi căng cơm căng hơn căng hơn. Đi ra coi con. Rồi mang thùng cánh cho bà con đi. Lấy bông ra. Bông đâu bông đâu? Bông này rút bông cái gì? Rút bông cô bán. Rút bông. Nói cho tập trung cá cát vô đi ra. Anh Tuấn kìa, anh Tuấn ai xúc cát đâu. Anh Tuấn, anh Tiến ra kêu ai đâu. Ủa, đổ vô. Đó. Tiến ơi, đổ điều đi ngay. Đổ điều hai bên đó. Đổ điều đi, đổ vô. Đổ bên đó. Đổ hai bên điều đó, đúng rồi. Chúng tay bên đây. Cát, đổ qua, đắp rồi. Đây nè, nói đường, Tiến ơi, anh em điều vô. Có đang là... Đổ hai bên. Đổ hai bên điều hết đi cả rồi. Cho lấy cá vô đi. Qua đây nè. Qua đây được. Nghe không? Hàng đi xích ra. Qua đây đứng hành. Đó, bị đứa nào? Đi. Tí nữa. Tiếp các bạn, đổi gặp.
có cái cán sản thì lấy vô chọt không? Cứ xúc đậu đi, chọt cái gì cho chọt cho nó chạy. Đổ qua khỏi cái hầm rồi tính. À, nó chở cho người sao luôn. Rồi tiếng biết mà. Lúi tay nó phải mà đổi tay nó. Lấy hai đôi dài bỏ gọn mà bên bỏ cái cát xuống cho nó dễ. Xuống xuống hết. Rồi nó dướng ra đây về. Cái đó nữa. Em một ngày bao nhiêu dắt em qua nhà, giờ còn đâu nữa em ơi, là em ơi. Nhà có xa xôi thì không nói làm gì, mở mắt ra là mẹ với chị là ngó qua là không thấy em rồi em ơi, là em. Để chỉnh hộp nó là đem thì dắt lên xe tiếp. Để chỉnh hộp đi, chỉnh tay. Nhà vợ con rồi em ơi, mở em ra đi em. Ờ vậy đó. Tại vậy đó. Nói cho mấy đứa cháu, chị gần 50 từ đầu chị mới mất cha. Ơi, còn mấy đứa cháu có mười mấy tuổi đầu đã mất cha rồi em ơi, em đành đỡ nghe. Chưa em đi làm gì à, em cũng chạy qua mẹ em hỏi ăn cơm chưa. Bây giờ còn ai hỏi nữa em ơi, là em ơi. Bảy tám giờ tối lại chồng phúc chạy vô. Ơi có đứa nào qua không? Lính nhiều bạn. Hẹo với cậu rồi bây giờ còn đó, ai nữa em ơi? Bảy phúc chạy vô, thấy chỉ đi. Con làm đó rồi. Đó. 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 Đi kè kè ngoại gian. Đợi cái phúc chạy vô. Tiếng nhầm đi tiếng. Phúc đổ rồi. Rồi tiếng em nhầm đi. Phúc đổ rồi. Đó vậy đó. Rồi đó được rồi đó. Chở cái nào cũng xuống hết trơn rồi đó. Rồi xài luôn. Đổ xài luôn. Luôn. Khỏi đưa đó. Đó. Đâu khỏi đưa đó. Chạy con. Chạy con. Đổ luôn. Đổ luôn. Chạy đâu ấy. Cái bút đầu luôn đấy. Chạy con tiếng thôi. Đó. Lên đầu luôn. Lên đầu luôn. Đó. Có vậy không đều được. Bây giờ mẹ uống đi sữa. Mẹ cũng nhớ em. Mẹ bưng bắt lên anh. Ơi con cháu đứa nào cũng thương em nè, sao em nại em luôn. Đi em đó vậy tiếng vậy chồng rồi đó đọc luôn. Đứng vô lập luôn, vô lập luôn, lên trên luôn, đứng bước đều lên trên luôn. Cái đầu chuyện luôn rồi em ơi, bước lên trên chút chút, bước dậm cái lên nó cho ấy cái là đập luôn đó. Bước chân chốc luôn cái này. Tôi xin luôn. Đầu đây xuống đầu luôn. Rồi chút luôn. Đó. Luôn chân luôn, luôn. Luôn. Nhỏ quá. Chân luôn ở đó. Ôi, em ơi mười mấy tuổi đầu rồi đó, thôi coi cha rồi em ơi, là em ơi. Đổ luôn nhà. Rồi đổ luôn. Không có lên trên. Không lên trên, không lên trên luôn. Không lên trên luôn. Không lên trên luôn. Đó. Năm nay đó, không lên cha đi bảo như này. Em biêu nội một chục ngoại một chục rồi, nội chưa ăn hết một chục. Bước chân đúng rồi, bước chân hết luôn, bước chân hết luôn. Rồi, đổ đúng rồi, đọc lại. Ôi là trời ơi. Muốn bây giờ đổ nha, bao đổ xuống luôn, bao xà luôn, bao đổ xà luôn, không lên trên. Còn lên cho anh né ra liền, ba đứa ta né liền. Sao mà mẹ sống nổi từ đây đến Tết đây. Đến Tết còn có hai mươi mấy ngày nữa à. Ơi ơi, mùng một Tết là xung vầy á. Thiếu mình em à, em ơi là em ơi. Ơi em đi thì em đang qua Tết chứ có đâu bây giờ em đi vậy em ơi là em. Rồi đổ nhà bao đậu đây luôn.
À, bước tới trước chút anh Dũng ơi. Em ơi là bước tới trước ơi. Còn cái đứa nào nữa bỏ vô hết đi. Em được tham làm thì đâu có nên nổi vậy. Ta làm hai mùa thôi. Em nói anh em làm ba mùa. Em đi em dọn ruộng để mà như vậy hả em. Tôi không có gặp một người nào hết. Bạn bè, cha mẹ, anh em, con cháu em. Trời ơi là ơi em chết em bằng cơn cây quần mình mãi xình bùng không mà em ơi là em. Ơi là trời. Chị em cực khổ đùm bọc với nhau mấy chục năm trời. Bây giờ mới có ăn có mặc đầy đủ thì em lại đi em ơi là em ơi. Đúng hả? Bây giờ cái bánh mặt là ngó qua là không thấy đó rồi. Ôi ơi, lớp mẹ, lớp chị làm sao chịu nổi em ơi. Mình mấy đứa cháu này nhỏ nó chưa biết gì nữa. Ôi ơi. Em làm lúc mới cái trang cái nền ngày hôm qua cho nó sạch sẽ thì ngày hôm sau em đi em ơi ơi là em ơi. Một mình làm hai tấn mấy lúa của một mình em làm một mình em giáp nói thôi kêu con nó phụ đi mà thương con không cho con làm thôi em ráng làm cái gì đó em. Ơi giờ em đang làm thì ruộng ai làm gạo đâu cho con em ăn trời ơi em. Qua đây là đâu để rồi không đâu nó về luôn nữa ơi ơi. Ngày nào cũng mở mắt ra nè, mẹ uống ly sữa mẹ cũng nhớ em nè, mẹ ăn chén cơm mẹ cũng nhớ em nè, có gì ngon mẹ cũng nhớ em nè, trời ơi. Ăn cái gì cũng kêu để cho cậu Tấn bay, trời ơi. Đừng ơi, bên đầu xe chở bớt một chuyến vậy lên được ơi. Về rồi. Con em còn nhỏ quá đi. To sáng mà không biết một cái gì hết rồi. Trời ơi. Đủ cho anh Tấn ơi. Rồi quá. Rồi Hiếu ơi. Rồi Hiếu ơi. Chưa cái đầu tranh chưa. Rồi cho anh đó. Dư à anh Tiến ơi. Rồi đó. Dư được thổi được rồi. Dư ơi. Đến bây giờ này em đã thấy rồi em ơi. Thôi đó đừng nhát nữa. Cứ để đi rồi, cứ để đi rồi. Thôi. Không được anh em muốn nước đi rồi. Làm cái gì đứng ơi, làm gì chị đi. Em làm liền, bây giờ ai làm cũng cho chị em ơi. Việc lớn việc bé giờ Tấn ơi làm cho mẹ em này giờ ai làm em ơi là em. Đi tay người ta về, còn giờ em có đi về đừng có đâu. Rồi, được rồi, bắt mày ra đi. Đúng rồi, bắt mày ra. Có đàn nữa hả? Có đàn, con nắp đẩy ra đàn luôn sẵn mà. Có đàn mình dắt, xe ben có đàn sẵn hết trơn mà. Xe ben có đàn.
dư hút ra, vét này ra. Không dư đâu, không dư đâu, không dư. Có ai mốt mốt cho thùng hai thùng nước coi. Lúc xuống hết rồi nè. Có nước đâu. Đưa nước đây. Đem con nước rồi này. Còn cái thùng nước khoáng cần một thùng uống. Thùng ở đâu đủ? Thôi mà bỏ nó mấy cái cạnh này nè cho nó cứng. Bỏ cái cạnh này được, cái thùng bỏ mấy cái cạnh này đi cho nó cứng đi. Không dừng chơi còn hai thùng á. Đem về làm gì? Đem tưới bốn gốc này nè. Ừ. Mình lấy bình tưới. Bé, xỏ nè. Để xuống. Tưới mấy gốc á. Bốn gốc mấy gốc này nè. Tưới lên xuống mấy gốc á. Tưới trên này là khác mà cho xuống. Tưới bốn gốc này. Không nữa mà. Còn đem cái đây tưới luôn. Cái này cho nó đem cùng không về với đem cùng nữa. Mày đặt cao quá, đặt cao bỏ ra cao thì nó không bớt ra, cao không bớt ra. Bớt ra đi cái này không có chậm lắm, không chạy ở đâu. Không bớt ra đi cao lắm. Cao lắm mà nó canh đó. Không bớt ra đi. Đâu đâu. Cũng mà nó cao quá. Cao quá. Múc đã lại múc rồi bằng lúng nhúng nữa chị có biểu vớt cái này chết cái này chúng em tôi đúng làm chứ không được sao sao làm được để nó cho người ta làm sao bằng bằng trong luôn lắm đấy làm được nó ơi cầm cái thùng vô nó ơi chờ nó bớt ra còn gì em còn đang này qua mà đan này dễ đan khi đời làm dễ anh làm lần nữa. Đường như mình lên cao, cao lên đan chết sao? À đúng rồi phải đổ lên làm mình đổ anh sống để cao, cao xuống lên đây. Anh sống á, anh sống hả? Anh sống á để cao cao xuống luôn, cắt nó một lúc luôn hả? Anh sống thì cho cao chút. Tôi nước cho nó rút xuống bộ. Nếu anh sống thì cho cao chút. Giờ mới làm tạm thôi, có nước đủ mới lại. Nè lông nè lông nè. Không có ai cao chút. Lấy cái tấm đan này thay lên. Xả bằng đi, lúc bằng đi. Hiểu hiểu hiểu, đạt chứ. Bỏ 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 bỏ. Đừng nào cũng dừng rồi đi. Đừng nào cũng dừng rồi không bớt đi. Thấy nó canh lên mới lấy chúng ta phải hơi mô mô lên rồi. Mô lên làm sao? Đó nó sạch lên. Rồi. Không có gì hết từ từ. Đừng nào nó cũng dừng một ít à. Cứ từ từ làm, không có gì cho nó. Cái này tưới nước nó còn lúng xuống nữa đó. Nhưng mà không có nước. Có nước là tưới không còn hốt. Bạn đi là đẹp. 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 Thôi khỏi 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 nữa. Bây giờ đổ cát này ra lấy cái bốt cát nó bớt vậy mà. Thôi bớt cát này ra đây. Thêm lấy cái trâu vô ơi. Đổ ra ngoài này nè. Con lát là đổ lên cái tam đỡ thì người ta biết rồi, ta có cái mã chôn rồi biết không? Đúng rồi, đúng rồi. Không có gì đâu, bông qua bông qua gì bỏ cái này là cái. Từ hao nó chút đi, có vẻ cũng làm mà. Chứ được không có gì hết. Cứ ấy đi rồi hai ba bữa vô làm có gì đâu. Cái này để đỡ thôi vậy hả? Để đỡ thôi, đúng rồi. Được rồi, vậy được rồi. Chứ từ từ. Đầy đồng nó rồi, còn như bằng bằng hai tiếng à. Bạn nghe băng băng đây là tưới gì hết, để từ từ hết. Thôi còn như băng băng cái đây. Rồi rồi rồi, dẹp cái này để băng băng ra nè. Mang ra, mang ra hết đi rồi. Đầm đầm xuống là xuống dẻ hết à. Còn giờ cái này đâu đầm được, để tự động vài bữa cho nó xuống à. Đâu có làm cho tao, giờ tao làm. Nó chết tất phải khoan này, chút xíu thì cũng không cho là sao vậy. Chân vô làm. Rồi. Cái này hay bị cứng tay lắm á. Cứng tay lắm đó, cứng tay đó. Rồi rồi nha, cắm nha, cắm tay cắm chân nữa nha, coi chừng nha. Không bỏ chút rồi. Rồi cha đó là xúc vô đây nè. Không. Không. Bỏ nó. Rồi rồi rồi. Cắm chân trước, bỏ cắm chân trước. Đây đi. Cắm chân bên kia đúng rồi, để nó đi. Bỏ cắm chân trước. Bỏ cắm chân trước rồi. Đây lật lên cho nó xuống dưới là được rồi. Bên kia xuống kia. Để cầm tấm đó trước để nó tắt. Giờ lấy cái lớp bạch coi hạ xuống là thiên vô. Đúng rồi, giờ lấy cái lớp lên luôn. Rồi lên. Đó rồi rồi đó. Đây nè, đây nè, đây nè. 1 2 3 lên nè. Coi coi coi. Bỏ đây luôn. Bỏ đây luôn. Bỏ lên. Lấy đặt cái kìa. Bỏ sát đây nè. Đưa lại chưa chưa. À đúng rồi đó, vậy đó. Quay lại chứ. Quay lại được rồi. Quay lại. Rồi. Đúng rồi, quay chiều dài đúng rồi. Trở lên. Nãy ta để chiều dài đúng rồi. Bỏ đầu đó xuống chơi. Bỏ đầu đó xuống trước. Vâng. Rồi đó, lấy cái cầm luôn. Để chỉnh đàng hoàng xuống thôi. Gạch. Dỡ gạch ra bỏ ở đây. Lấy quẹt ra. Dỡ cái này còn dỡ lên nữa. Em hồ nữa rồi, phải vậy đâu. Để tạm được phải không? Để tạm ơi. Mày dỡ tay mày cũng lên mà. Đụng mày sao nó nổi. Lấy gạch.
Cát mà nó gặp tao mày cái đó quá rồi quá. Vậy không có phút. Rồi cái bàn nó chỗ ba. Lẹn ra lẹn gãy á. Gãy gạch vô trước đi. Gạch vô nó ngay chứ. Này mình để tạm thôi mà. Thôi. Tạm nữa còn dở mà. Phải cắt đâu. À. Nhưng mà cắt ra chân ra chân ra. Dằn xét chân ra chứ đồng lại. Đẩy bển qua, đẩy bển đi, bển đẩy đi. Rồi. Cái đầu kia nè. Thăm biên hồ
ban tuôn cho con hồng ân chan chứa, cầu cho con ngồi thành. Chạy 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 chuyện ăn giờ đây, tao đi xem rồi. Đói nghe là con thiệt tha, tình thương mơ thắm phú con ngày đêm. Gần thân tha đi vòng vòng mấy mã luôn con. Đây này chúa con chưa là đứng đi bộ con chưa là đứng trên đường ra bây giờ đó, trên đường dòng ra bây giờ chỉ che thì con đã ca lòng phán nghịch lỗi nghe cùng chưa lại cũng như dòng mặt mặt lo buồn đau đớn lỡ lắm cho nên đúng mày luôn mở tổ tay chân hết rồi chữ con dốc lòng chưa cãi qua nhờ ơn chúa thì con sẽ lánh xa nghiệp tội cùng làm nghiệp đền tội cho xứng amen. Nguyện cha cả sáng có cha vậy là để cha thì với đất cũng chỉ chờ chúng ta và tha nợ chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin cho đại chúng con ra chúng ta chỗ chúng con cho họ sự giữ amen. Chúng con vui chờ ông bà và các bạn ở đây và nghe chúng con cùng ta cùng các bạn cho con được chúng con tội nay và trong giờ lâm tử amen. Amen. Chúng con cậy nhị danh Chúa nhân từ cho linh hồn chúng ta bên trong thiên giới thằng bé thay mặt Đức Chúa Trời sáng ban vui vẻ vô cùng. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép các vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống hai xin bởi bà Maria đồng trinh chịu ngàn lời quan phong thi ô vi la tô chịu đông bình cạnh đầy thánh gia các bà thái khác chốt một cầu công ngày thứ ba vào trong kẻ chết mà không lại lên trời. Ừ, và thử Đức Chúa Cha vô cùng ngày sau mở trở lại xuống hạ thế kẻ sống và kẻ chết. Tôi trình kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh thần có ở khắp thế này các thánh không ông, tôi xin phép tha tội, tôi xin các rồi người ngày sau sống lại, tôi tin thần sống lại. Amen. Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhầm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm lỗi nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành cũng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời Chúa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, mình sẽ làm cho được Chúa chờ đem ngài trông cậy cho liên. Vì người rất nhận lòng con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con ở trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơ, đừng ra quan hồng thư tha, kiếm muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, sâu này lên hết á, cho nó đại cho tôi. Con trong cái tháng này nó trời như thế này. Con ơi. Tắt máy cái đám này lên hết á. Ừ, nghe cho vậy hết luôn mà. Các em cực thân cực tình ra thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Này ông thánh Vinh Tê là bảo thánh tập Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Ca thánh tự đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Giêsu Maria Du Xe con mến yêu. Xin Chúa gọi linh hồn Du Xe. Giêsu Maria Du Xe con mến yêu. Xin Chúa gọi linh hồn Du Xe. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Cha và con và thánh thần.
Rồi xong rồi, rồi. Giờ mày hết xe gia đình lên xe chạy luôn quay một lượt. Mày đâu mày bưng ai có xe ra đi xe ra, không có lên xe là đi dở một lượt. Ai nào bưng này giờ bưng này. Bỏ bớt đi. Bỏ nha này hết đi con. Đẩy ba cây rồi. Đẩy lại ba cây ra bưng về thôi. Bỏ hết đi. Tắm lên rồi con. Đứng lên tắm đứng lên. Tắm lên vô cái này đi. Còn kia nữa. Bỏ lấy đi cặp công gà hết vậy chứ gà. Nè nè. Đẩy lại ba cây thôi. Thối dữ lắm. Không có đâu. Hãy bưng ra đi con. Bỏ vô trong tôi đi. Ăn xe ôm vậy. Không con đi xe ôm vậy. Vậy thì bỏ luôn. Mẹ mới. Má. Về chạy đi.